Dạ Tú Xì Quỳnh Vũ xin chào cô chú anh chị. Hôm nay là 15 tây tháng 3. Hôm nay thì em sẽ lên túi rất là đẹp luôn. Và các cô chú anh chị mình khi chốt hàng bên em thì nhớ lưu ý khi em đọc size ha. Để tránh trường hợp là mình chốt hàng về thì cái size nó sẽ không có được như ý của mình ha. Nó sẽ to nhỏ không không được như ý mình. Và rồi đầu tiên em giới thiệu một em ba lô. Em này là da giặt vân xấu, da cực kỳ đẹp luôn. Đây mấy chị, cái da màu nâu ha, em này nó trơn lỉnh cái da à, trơn dữ lắm luôn và da dẻo ha, da rất là đẹp luôn. Em này độ mới cũng còn được chi lắm. Là gốc đá gì thấy láng o luôn nè. Đây mấy chị coi đẹp ghê luôn ha. Ở đây nó sẽ có bị đậm đậm chỗ này vết nè, đây nè ha. Rồi ở trên đây rất là đẹp luôn, láng cực kỳ luôn. Khoen khóa thì còn rất là đẹp luôn ha. Đây nè mấy chị còn đỏ vàng đẹp như vậy ha, còn rất là mới. Bản dây này là khoảng 2,5 phân, một mặt là bố ha, một mặt là da, một mặt là bố màu bột nâu, cái này là cái màu nhạt hơn. Rồi em thấy nó còn rất là mới luôn ha, dây là mình còn tăng giảm. Rồi khoen cái này còn rất là đẹp, nói chung em này sẽ không có lỗi da, nó chị đẹp da cực kỳ luôn. Vết trầy xước gì thấy cũng không có nè ha, hai mặt em thấy láng đẹp lắm. Có đậm đậm vết ở đây nè, để coi cái nắp đi. Rồi ở đây là mọc nè mấy chị, nguyên cái miếng da như vậy ha. Rồi có một cái khóa kéo ở mặt sau, một ngang khóa nhẹ nha. Ủa cái ngang này nó ngắn thật, anh chị nó có tới đây nè. Đúng đầu tới đây nè, thấy chừng hơn 10 phân nè. Bên trong là một cái nút gài, cái nút này á nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh, có khóa kéo miệng bên trong. Rồi bên trong em này là lót vải màu đen, vải kaki mấy chị ha. Ở trong vải em sẽ thấy dưới đáy túi nó có đốm đốm trắng á, giống như là có bị ố ố vải ha, không có mới mới tinh đâu. Ở đây nè, cái này nè, mình cũng thấy là cái vải nó sẽ có nhạt nhạt. Em này là da cực kỳ đẹp thôi, ở trong sẽ có bị đậm vải. Một cái khóa, cái ngăn, ồ cái vải này nó dày dữ lắm ha, ngăn này sâu thì chưa đến đáy đâu. Ở đây, không có hiệu nha mấy chị ha, da thôi. Một ngăn to, một ngăn nhỏ, cái vải này nó dày dữ lắm luôn. Một cái khóa nè, khóa cũng là cái bản da luôn ha. Khóa thì nó như vậy nè mấy chị, nó sẽ hở miệng ha, hở hai bên như vậy. Hai bên hông sẽ có hai cái nút bấm nè, hai cái nút bấm còn vàng đẹp lắm. Ở đây nó sẽ có bị trầy da một chút xíu ngay chỗ này ha, trầy một nút bấm chỗ nút này, nút cứng ngắc à, hai nút. Rồi ở đây là cái nắp da như thế này nè mấy chị, cái da nó mình sẽ thấy cái vân luôn nè ha. Ở đây nó có bị được một vết ẩm. Rồi em này phơm là cứng ngắc luôn ha. Cái khóa thì đây, cái khóa này cũng sẽ có bị mờ mờ nha mấy chị, không phải là mới ken ha, nhưng mà em này được lắm. Rồi ở đây cái dây này em sẽ thấy nó cũ cũ hơn so với lại cái thân túi. Dây quai này ha, mình sẽ thấy không đẹp bằng cái thân túi. Em này đẹp dữ lắm anh trời ha, túi nhẹ lắm, da quá đỉnh luôn. Cao là 31, ngang miệng là 28, ngang đáy 26, dày 14, em án 408, mã là 15H, 408, mã 15H ha. Và rồi tiếp theo là một em, cái này là da mà người ta da mài á mấy anh chị ha. Đây cái da nó sẽ như vậy nè ha, nó sẽ không có bóng, nó giống như là da lộn mà người ta mài nhẵn vậy đó. Trời nó đẹp dữ lắm, em này nó mới dữ lắm luôn. Cái màu nâu này mấy anh chị có điều màu đẹp vậy nè ha, rất là mới luôn, mình rờ nè đã lắm, nó như nhung vậy đó ha. Nhưng mà nó sẽ không có bóng da. Rồi gốc gác thì thấy đẹp rồi nè, em này nó còn mới dữ lắm ha, nó có đậm đậm xíu xíu thôi, đấy cũng có đậm đậm xíu. Nhưng mà em này cái màu nó đều hết trơn luôn, rất là đẹp luôn, ôi đẹp lắm. Em này là cái dây bản to 2,5 ha, dây có tăng giảm, khoen khóa thấy còn sáng trưng nè. Rồi khoen khóa còn rất là đẹp luôn ha, mới ken luôn. Dây là dây dính liền. Ở đây nó có cái gì đây, ở đây nó có hai cái này, đây có hai cái cọng dây như vậy nè mấy anh chị, ôi dài thòng lòn và cứng ngắc rồi ha. Rồi cái khoen ở đây nè ha, vàng ánh luôn, em này mới dữ lắm. Đây khoen bên này nè ha, trụ đẹp lắm luôn nè mấy chị, nó vàng ánh và nó sáng ngời ngời luôn, không có trầy khờn. Sẽ không có ngăn ngoài ha, em này mình có thể sử dụng hai kiểu mấy chị ha, mình để đồ ít thì mình sử dụng kiểu này ha, còn không thì mình để đồ nhiều mình có thể để đứng như vậy luôn được luôn ha. Rất là cao luôn nè, như một cái ba lô luôn vậy đó ha. Ở đây sẽ có một ngăn, một cái khóa nè, khóa miệng nè. Đây bên trong ở đây là cái vải kaki, cái vải này là cái màu nó là nâu nâu tím tím gì đó ha. Ồ sạch trơn hả anh chị ơi, cái một cái ngăn to đùng như vậy ha, từ đây nó sẽ sâu xuống tới đáy túi luôn ha, không có ngăn phụ ngăn này, vải mới tinh luôn. Rồi ở đây sẽ có một cái ngăn này, ngăn này là có một cái khóa và hai cái ngăn phụ ha, có cái tách hiệu để em ghi đi cái chữ gì dài thòng lòn ha.
một cái khóa nè, đây một ngăn, ngăn này sâu đến đáy ha. Đây có cái tag, em này là mắc in Ấn Độ mấy chị, India Ấn Độ rồi, rất là sạch sẽ bên trong ha. Em này đã dữ lắm nha mấy anh chị, em này nó mới, em thấy nó đẹp ghê luôn nè. Ở đây cũng là da và da này ha, lót sạch bóng luôn như chưa sử dụng. Ở đây có một cái nút hít 500 ha, một cái khóa nè, khóa còn vàng ánh luôn á. Rồi, một cái nút hít 500, size là cái size trung, đều màu hết nha, màu nó đều tăm tắt luôn á, đẹp lắm. À, cao là 23, à, cái phần mà mở ra như vậy mấy chị nó sẽ là 36, ngang 33, dày 8 phân. Em bán 380 mã 15W, 380 mã 15W. Rồi, em này là cái size nó rộng rãi mấy anh chị, size là size trung ha, rất là đẹp luôn, em này hoàn hảo luôn, không có lỗi. Rồi, tiếp theo một em này là form công sở ha. À, dây này dài mình đeo vai. Cái em này á, cái phần da của em này nó sẽ có bị đậm đậm da, cái phần mình cầm nắm này ha, có bị đậm da bản dây hai phần. Đây cũng có đậm đậm, không phải là mới ken, nhưng mà cái phần dù của em này nè mấy chị, da da phối với dù, cái phần dù này rất là đẹp, in logo hãng. Cái màu của nó là vậy nè, em thấy hình như nâu nâu gì ha, nó cũng có những cái vết chơi dơ nhưng mà rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi ha, nó láng o và nó dày dặn đẹp lắm luôn, nó đứng phơm như vậy ha. À, in cái logo trên trên vải luôn này ha, rất là đẹp luôn. Gốc ghép thì ở đây nó sẽ có bị dơ dơ này mấy chị, hay dơ hay là nó khờn khờn gì, nó nhạt nhạt chỗ này xíu này ha. Rồi đây cũng vậy, có một xíu xíu thôi, đứng phơm rất là đẹp luôn. À, cái này là mình đeo vai dài, có tăng giảm ở đang ở mức giữa ha, còn hai nấc tăng giảm nữa. Tác hiệu mặt sau sẽ không có ngăn, bên trong nè một cái khóa kéo miệng. Đây bên trong lót vải hãng anh chị ha. Ở đây nè, cái tác hiệu ở đây thì nó ghi cái dòng ở trên đó là theo phong cách Ý ha. Ở đây là Made in China, hiệu là hiệu của Ý. À, đây một ngăn phụ, ở bên đây sẽ có một ngăn. Rồi, một cái khóa nè. Ngăn này sâu đến đáy luôn anh chị. Cái vải này, cái vải dù vải này nó sẽ im ru à, nó mỏng mỏng thôi. Một ngăn, ở bên này sẽ có một ngăn nữa ha. Rồi, ngăn này cũng vậy nè, sâu quá trời sâu luôn. Lót vải in hiệu mấy chị. Rồi đây cái vải này vậy ha, cái vải này nó mỏng mỏng thôi mà nó im thật là im luôn ha. Cái khóa cũng là cái khóa hiệu, khóa bạn ha, khóa chính này ha. Rồi cái khóa nó sẽ vuông vuông hiệu. Rồi ở ngoài sẽ không có ngăn. Đây phơm công sở. Rồi em này là mình đeo vai dài như thế này ha. À, cái phơm em này là phơm đứng. Kim loại em này còn được nha mấy anh chị ha. Đây còn rất là được luôn. Cao là 37, ngang là 32. À, em bán 380, mã là 155. 380, mã là 155. Đây, rồi, em này quá trời đẹp phơm. Tiếp theo cũng là một em dù mấy anh chị ha, em này quá đẹp luôn. À, dù nha mấy anh chị, phối với da. À, dù người ta sẽ in hiệu này ha mấy anh chị. Cái này là cái gì nè? À, Celine này ha. Đây, hiệu đây. Rồi, dù này cũng rất là đẹp nè mấy anh chị, coi phơm nó đẹp ghê ha, thẳng băng. Cái kim loại của em này có trầy khờn nhưng mà còn đẹp ghê nè mấy chị, cái vàng của nó là vàng mờ ha. Rồi cái khoe này cũng vậy nè, rất là đẹp luôn. Dây là dây dài nè, có tăng giảm mấy anh chị, cái khóa hiệu coi đẹp nè ha. Đây đẹp quá trời, cái phần kim loại này đang ở mức dài nhất mấy anh chị ha, đeo vai đeo chéo đều được. Bản dây là hai phân cứng, da phối với lại dù ha. Rồi gốc đá gì, đường viền gì thấy đẹp nè, không có bị trầy khờn. Ồ em này nó mới mấy anh chị ha, da còn rất là đẹp luôn. Cái phần dù cũng vậy, tay nó đã như vậy nè, nó láng o hả. Cái khóa kéo như vậy nè, cái khóa kéo đang dài thòng lòn như vậy ha, cái khóa nhìn chắc dễ sợ luôn. Rồi cái đầu khóa cũng còn vàng ươm luôn. Một ngăn phụ ở trong lót vải hãng mấy anh chị, ngăn này sâu đến đáy luôn, ngăn này rộng sâu. Một cái khóa, cái size này là cái size đẹp mấy anh chị, size gọn gọn nè. Rồi bên trong của em này lót vải hãng mấy anh chị ha, vải dù in hiệu hãng rồi này ha. Cái vải này sẽ đây im ru hả mấy anh chị ha, dày và im ru. Ở đây có cái tag hiệu, ở đây có cái đầu móc khóa và đẹp này ha. Độ này mấy anh chị coi khóa đồng đẹp nè, cái khóa này là khóa cần cua đẹp ghê luôn á, nhìn nó cổ cổ đẹp lắm. Một ngăn phụ, một khóa, ngăn này sâu đến đáy mấy anh chị, vải này còn được chứ lắm. Ở bên đây có một cái túi nè, đây cái túi nhỏ xíu vậy, có rút thun ở trên miệng này. Rồi chỉ một ngăn như vậy. À, ở đây có một ngăn chứ. Ở đây này mấy chị sẽ có mấy ngăn để thẻ. Rồi nó ngắn 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 thôi nè, nó tới đây chút xíu vậy thôi ha. 1, 2, 3, 4 ngăn. Ôi em nghĩ kiểu này trước giờ không có cái dạng như vậy.
Rồi đây nè mấy chị coi cái nắp đẹp này ha, em này nó hoàn hảo lắm, không có bị lỗi. Cái phần dù nó láng thật là láng luôn nha mấy chị, nó sẽ không có vết xước gì hết trơn. Rồi da cũng vậy ha. Đây cái phần này nè mấy chị, cái phần này là dễ trầy khờn nhất, em này nó cũng láng o luôn ha. Rồi đẹp da, độ mới cao lắm, khoen khóa kim loại vậy, trời ơi mê luôn. Đây cái khóa chính nè ha. À đây mấy chị nó sẽ có trầy nhẹ nhẹ, đây cái hiệu nhỏ nhỏ dập ở trên này. Rồi em này là cái size đẹp nè mấy chị ha, ngang là 25, cao là 26. Size rất là đẹp, size rất là vừa xài á. Cao 26, ngang 25. À, em bé em này là 308 mã 15C, 308 mã 15C, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo một em này là cái màu xanh dương mấy chị, em này rất là xịn luôn. Rồi ở cái vàng khóa ở đây mấy chị, dây với khóa của em này coi nó đẹp nè mấy chị ha. Rồi cái dây xích của em này là cái màu nó vậy nè, đây cái nó đen đen vậy mấy chị, và nó sẽ không có nặng trĩu hay nó đầm đầm thôi ha, nó sẽ không có trĩu tai nhưng mà nó chắc chắn ấy. Rồi dây này là zin mấy chị ha, đây khóa đồng bộ dây zin. À, bản dây này là khoảng 2 phân, có tăng giảm. À em này lại là hai bên như thế này ha, còn tăng giảm nè. Ở đây là hiệu dập trên này nè mấy chị, rất là đẹp luôn ha. Còn cái khóa của em này cái màu á nó tối tối và nó búng đẹp lắm. Em này nó mới nha. Da rất là xịn luôn mấy chị, da đẹp cực kỳ luôn, độ mới cao dữ lắm ha. Gốc nè, không có trầy khờn gốc gì hết. Cái mặt trước đó mấy chị, cái này là người ta dập vân da nó dày một khúc luôn nè. Đây nè ha, đây, dập nổi lên trên này ha, đẹp ghê luôn nè. Đây, rồi cái màu em này đúng như vậy luôn nha mấy anh chị ha. Đây, nó dày cộm lên trên này, đẹp một mặt như vậy thôi. À khóa nè, coi khóa đẹp nè. Rồi nhìn mấy anh chị cái phần kim loại với lại da của em này nhìn nó chắc chắn đẹp ghê luôn á. Cái màu cũng vậy ha, cái màu nó rất là hay luôn. Dây này là mình đeo chéo ở đeo vai đều được ha, có tăng giảm. Dây rời. Ở đây là hai đầu khóa ha. Ở đây là có cái gì đây, logo hay là cái gì đây nè. Hai đầu khóa. Ở đây nó có cái miếng da nè. Rồi bên trong của em này, trời ơi coi nó đẹp nè mấy chị, coi nó sạch sẽ nè ha. Cái dải này nó dày, thật là dày luôn, màu đen vải sọc sọc. Ở đây có cái tác hiệu ha, để em ghi sau đi. À em này sẽ không có khóa nha mấy chị, không có khóa kéo. Ở bên trong nó có cái code ở bên trong là ghi chữ tắt của cái hiệu này, để em coi mắt in đâu này, khó thấy quá. À em này là mới in Korea ha, code bên trong. Em này sẽ không vừa điện thoại nha mấy anh chị ha, size nó là size nhỏ thôi. Nhưng nó có cái chiều rộng này nhưng mà nó chiều ngang nó nhỏ thôi. Em này xịn da cực kỳ nhưng mà lại không vừa điện thoại, thì lưu ý giùm em cái khoản này ha. Đó, da nó đẹp dữ lắm luôn, và cái túi mấy anh chị cầm nó dày dặn chắc chắn này ha. Đây mấy cái chỗ này đẹp hết luôn ha, em này sẽ không có một cái vết nha mấy anh chị ha, không có một vết lỗi trên da. Hiệu người ta dập ở trên cái này nè. À người ta sẽ dập ở đây thôi mấy anh chị, nó sẽ không có dập ở trên hai mặt da ha. Màu em này quá đẹp luôn, màu xanh dương, màu như thế này nè nha mấy anh chị, đúng màu ha. Ôi đẹp em này nó rất là hoàn hảo luôn, xịn da. Cao là 13, ngang là 14, dày 8 phân. Em bán 420, mã là 158, 420 mã 158. Rồi em qua mẫu. Một em màu đen, em này da đẹp quá trời luôn mấy chị, người ta trần đẹp quá luôn này ha. Đây nè, trời ơi cái phần da này nó đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị, nó đều và nó mướt đẹp như vậy ha, người ta trần ô. Rồi gốc đáy em này, gốc đáy được ha. Cái phần da ở đáy túi thì sẽ có bị nhăn nhăn da, không đẹp da. Bốn cái đinh nè ha. Rồi ở đây có cái hiệu, ồ cái hiệu người ta sẽ dập ở đây nè mấy chị, nhỏ xíu trên này ha. Cái chữ A, cái phần kim loại còn đẹp ghê luôn ha, mà cái chữ gì nhỏ xíu à. Em này là mình xách tay và đeo vai dài ha. Dây có tăng giảm, à đẹp, đang ở mức dài nhất luôn. Bản dây là 2 phân, da còn rất là đẹp luôn. Trời ơi, cái mặt này là mê đó mấy chị. Cái mặt này là không có một cái vết trầy ha, đẹp, thật là đẹp luôn. Bên hông, rồi dòng da này là, đây nó mềm mấy chị ha. Mà ở đây người ta làm cái da giống như của Chanel á, đẹp ghê luôn. Không có lỗi da, em thấy rất là đẹp rồi. Khoen khóa thì còn được dữ lắm nè. Rồi khoen khóa này mấy chị còn vàng đẹp luôn ha. Không phải là sáng cho, em sẽ thấy có bị mờ mờ xíu, không phải là sáng trưng. Ở bên trong nè có một cái nút bấm và hai ngăn khóa kéo nữa, rộng quá. Rồi bên trong của em này một ngăn, ngăn chính giữa ha, ngăn này rất là rộng, ngăn này là cái ngăn chính nè ha. Ở đây sẽ có một ngăn. Rồi ôi cái vải này dày cui hả mấy chị, vải dù in hiệu hãng đẹp dữ lắm luôn, nó mới tinh luôn nè ha. Ở đây có một cái khóa nè, một sâu đến đáy luôn mấy chị, vải dù. Ở đây nó có cái tag hiệu này ha, Renew Ladder, hiệu Rino, Rimo gì đó mấy anh chị. Một cái nút bấm ha, rồi nút bấm vàng ánh nè, cũng là hiệu nha.
một ngăn, ở đây sẽ có một cái khóa kéo. Rồi ngăn này nữa ha, ngăn này có khóa kéo, cái đầu khóa này cũng là cái khóa hiệu ha, là khóa zin luôn ha. Rồi cái ngăn bên này là cái đầu khóa khác, cái đầu khóa là cái turuya như vậy, dập hiệu ở trên này luôn. Rồi vàng ánh hết nha mấy chị, hai ngăn phụ sẽ không có ngăn nhỏ, hai ngăn khóa kéo này ha, không có ngăn nhỏ, nó khăn phụ với khóa kéo gì nó hết trơn. Rồi, quá trời rộng bên trong. Ủa cái da này lại nhẹ mấy chị, nó cái phần này người ta điểm sao mấy chị, làm sao mà cái này cầm nó dày thật là dày luôn ha. Ủa em này đẹp ghê luôn này ha, cao là 24 ngang 33, dày 7 phân, em bé em này là 420 mã 152, 420 mã 152. Rồi cái logo là cái chữ A này ha. Rồi tiếp theo, tiếp theo là một em này xinh cực kỳ luôn, dây là dây dù mấy chị, dây của dây zin nè ha. Đây màu nâu, ở đây người ta làm đẹp bông hoa gì thế này đẹp ghê nè mấy chị, nó mới tinh luôn nha. Bản dây này là khoảng 4 phân, dây bản to có tăng giảm ha, khoen khóa. Rồi khoen khóa đẹp như vậy ha. Rồi em này độ mới nó cao dữ lắm mấy chị ơi, coi nè. À màu xanh, cái này là xanh gì đây, à xanh gì không biết mấy chị, xanh này xanh gì đây nè. Viền là cái viền da màu nâu coi đẹp nè ha. Em này nó mới cáo luôn, gốc rồi ha, không có trầy khờn. Hiệu đây nè mấy chị, cái hình cái logo là cái con chuột túi ha. Rồi bốn cái đinh coi nè, còn rất là đẹp luôn. Em này sẽ không có một cái lỗi da nào đâu mấy chị, nó mới vậy ha, mình nhìn cái viền là mình biết rồi. Rồi cái phần da viền nè, nó dày và nó đẹp thật là đẹp luôn. Cái khóa, trời ơi coi cái khóa đẹp. Nè mấy chị, cái khóa đẹp ghê luôn nè ha, màu đen. Ôi xinh quá em này. Phơm trống nhỏ nhỏ. Một ngăn phụ lớp vải màu xám. Cái này là cái vải dù mấy chị, đẹp ghê. Một cái khóa chính ha, khóa đồng bộ nè. Đây bên trong, trời ơi, nó mới tinh nè mấy chị, sạch sẽ mới tinh luôn ha. Một ngăn vải dày dặn nè, vải bóng lưỡng. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo nữa. Cái này là cái miếng tét da thôi ha, cái hiệu người ta dập ở bên ngoài rồi. Cái ngăn phụ này muốn hết cái túi luôn nha. Ở bên trong, rồi sạch bóng luôn. Em này là như mới nha mấy anh chị, khóa nó thật là nhẹ luôn ha. Có một ngăn nữa nè, có nút bấm. Đây vải lót như vậy. Rồi ngăn này sâu đến đáy và cũng sạch trơn. Có một nút bấm. Rồi cái lát hiệu đẹp thật là đẹp luôn. Hai bên hông à không có ngăn mấy anh chị, ở đây người ta sẽ may một cái miếng dù nữa nè ha. Hai bên như thế này. Rồi em này xuất sắc, quá đẹp luôn. Mới ken luôn, em này có thể làm quà tặng nha mấy anh chị ha. Cái này là mình để nè, điện thoại nè ha, mắt kính, ví tiền. À đây mấy chị, son phấn rồi vô được hết luôn, nó rộng lắm, phơm trống nó sẽ rộng bên trong. Cao là 15, ngang là 21, dày 7 phân, em bán 370 mã 151. 370 mã 151 mới ken luôn. Rồi, tiếp theo. Một em da lộn, màu quá đẹp luôn nè mấy chị, màu vàng bò ha, phối với lại cái màu nâu. Em này cái màu nâu này mình nhìn cái da nó nè, đấy lạ lạ lắm mấy chị. Nhưng nó có vân vân như vậy ha. Ở đây là giống như người ta khắc nè. Đây, ở dưới này ha, màu nâu đậm. Rồi dòng da màu nâu này nó cứng ngắc luôn. Cái phần vàng này là da lộn mấy chị. Da lộn mà mấy chị nhìn coi đẹp nè. Nó sạch trơn luôn ha, nó vàng đẹp hết luôn nha. Không có một cái vết dơ, em thấy nó còn tươi, thật là tươi luôn ha. Cái da lộn này thì người ta để nè mấy chị, nó có cái à đây nó da nó vậy ha, nó không có nhẵn nha ha. Nó có sợi 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 đó. Đây nè ha, mặt sau. Trời em này cái màu đẹp lắm mấy chị ơi. Gốc ghép gì thấy đẹp hết nè. Đây nè ha, không có trầy khờn viền gì hết trơn nè. Đấy túi ở đây nó làm như cái da nó sẽ có đậm đậm da, nhưng mà em nghĩ cái này là cái bản da thôi, không phải là bị dơ ha. Ở đây cũng vậy nè, em cũng thấy có đậm đậm. Quay dây cũng là da mộc luôn nè, da một khúc da như thế này. Bản dây này là khoảng 1,5 phân mấy anh chị, khóa còn này nhỏ nhỏ xinh xinh và sáng trưng à. Dây có tăng giảm ha, là da mộc luôn. Dây là dây dính liền nè, em này nó mới nha mấy chị, còn rất là đẹp luôn. Cái size cũng là cái size đẹp cưng cực kỳ luôn. Ồ cưng quá. Màu đẹp, ta phối hai cái màu vô đẹp quá. Ở đây là cái này là khóa gài nha mấy anh chị ha. Đây, khóa gài. Bên trong, ở bên trong là lót vải ha. Cái này cái vải gì nè, vải nó mỏng mỏng thôi. Một ngăn khóa phụ nè. Cái vải này mỏng lắm. Một ngăn, ngăn này sâu đến đáy ha. Chỉ có một cái ngăn phụ như vậy thôi. Không có ngăn nhỏ nào đứng hết trơn nha mấy anh chị. Đáy túi thì đây, à, vải thì sạch trơn như thế này ha. Đây, cái vải nó sẽ mỏng mỏng như vậy, màu đen. Ở đây là cái miếng da này mấy anh chị ha, là cái da. Ồ cái này tính ra là nó tới hai lớp da này ha, là màu đen nữa nè. Đây là cũng là da mộc, em này nó cưng thật là cưng luôn. Không có ngăn ngoài ha, chỉ một ngăn chính như thế này thôi. Rồi ở đây sẽ là cái khóa gài. Size rất là đẹp luôn. Cao là 20, ngang là 22, dày 7 phân. Em bán 370 mã 915.
307 mã 915. Em này nó chất anh chị ha. Cái màu, cái kiểu dáng em này ha, nó rất là chất luôn. Và tiếp theo, rồi một em, đây nè mấy chị, em này xinh hết đường luôn. Quá trời nó đẹp luôn. Nó xịn lắm anh chị, hàng ý luôn ha. Em này là dây xích, dây là nguyên zin nè mấy chị, đồng bộ nè ha. Quá đẹp luôn. Cái màu em này là nâu nâu tím tím gì đó ha. Rồi da nó sẽ bóng ngời ngời như vậy nè mấy chị. Dòng da sẽ là mềm và bóng ha. Đẹp da dữ lắm luôn. Rồi gốc gác gì ha, nó mới ken em này nha mấy chị, kim loại còn sáng ngời ngời luôn ha. Cái màu này đẹp mấy chị ha, nó đen đen vậy đẹp ha. Còn cái dây xích này nó đầm chắc thôi mấy chị, nó sẽ không có bị triểu ha. Dây là dây rời, em này là mình đeo chéo nha, dây khá là dài ha, mình có thể tăng giảm bằng cách cột thôi ha. Không có ngăn ngoài và không có một tí lỗi da, mới ken luôn. Bên trong có khóa kéo miệng và một cái nút bấm. Đây bên trong của em này, đây nè mấy chị, có cái nắp da ha. Ở bên trong và bên ngoài không có sự khác biệt nhưng mấy chị, nó mới đều ha. Có khóa kéo miệng. Ở đây là vải mấy chị, vải màu đen ha. Ở đây nó có cái miếng tét da. Đây miếng tét da, hiệu em này là của Ý nha mấy chị ha, Made in Italy, Billy á, hiệu Billy á. Da thật này ha. Rồi chỉ có một ngăn tổng như vậy thôi, không có ngăn phụ nào nữa hết. Có khóa kéo miệng. Cái đầu khóa này, cái đầu khóa này là khóa bình thường thôi, sẽ không có thấy hiệu, còn rất là đẹp. Cái màu nó cũng đi tông với lại cái này. Rồi một nút bấm nữa nè. Rồi em này điện thoại tất cả các dòng đều được mấy chị, size là cái size rất là đẹp luôn, độ mới là như mới luôn, và nó sang vô cùng luôn, nó rất là hay ha, đẹp quá luôn. Cao 13.20, em bán 450 mã 159, 450 mã là 159. Quá đẹp luôn, và kiểu thì nó sẽ đơn giản anh chị ha, nhưng mà nó hay hay cái chỗ cái phần kim loại dây xích này ha, màu quá đẹp với lại nó bóng. Rồi em này, em này cũng đẹp hết phần thiên hạ nữa này mấy anh chị, màu xanh lá ha, phối với lại màu nâu, rồi nó cưng, da thì dày cui chắc đuổi luôn, độ mới cũng rất là cao, da cũng là da mộc này mấy anh chị. Cái bảng dây ha, da nè dày cui một khúc luôn này ha, dây là dây dính liền nè, cái khoen ở đây. Em này là dây có tăng giảm rồi, có tăng giảm khoen khóa, còn nó vàng như vậy nè mấy chị, cái màu vàng nó như vậy ha, đẹp ghê luôn. Độ mới em này cao lắm mà. Cái phần da, cái phần đáy túi này mấy chị, nó dày nè, cái mình bóp nè, nó không có đi nổi luôn nè ha, nó dày. Cái phần màu nâu nè rất là dày luôn, nó tròn như vậy. Cái phần da màu xanh này nè mấy chị, sẽ không có một vết trầy ha, không một vết trầy, không một vết khờ. Ở đây nó có cái gì đây nè, cái chữ gì đây nè, mình nhìn đâu có được mấy chị nè. Nguyên một khúc da, cái phần màu nâu này ha, đây nguyên một khúc da, cái gì đó, cái logo gì đó. Ở bên trong sẽ là rút miệng nha mấy chị, đây nó có một cọng dây, cũng là da nha ha, dày như vậy. Cột lại. Đây bên trong là lót bố nha mấy chị, màu kem nó mới tinh như vậy nè ha, nó trắng bóc như vậy, màu kem, trắng kem. Đây nè ha, cái đáy túi cũng là da nữa nha mấy chị, ở trong còn một lớp da nữa ha, đây là một lớp da nè ha. Ở trong là người ta sẽ lót một lớp da nữa, ở đây là lót vải kaki. Dễ bố chứ, nó dày thật là dày luôn. Ở đây người ta may vậy nè mấy chị, người ta may mọc như vậy thôi ha, sẽ không có cái gì, cái viền gì ha. Đó, và nó mới, nó đẹp như vậy. Em này thì mình để điện thoại thì để đứng thoải mái luôn ha, không có khóa kéo miệng, thì mình chỉ rút cái da vậy nè mấy chị. Đây, da và da không ha. Rồi nó đẹp em này, nó cưng gì đâu luôn. Cái size nó là nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi mình sẽ cột cái dây này lại thôi nha mấy chị. Đây, cái dây của em này lại là cái dây này nó vừa lắm mấy chị. Em là thấp thấp người này, em đeo em thấy nó đang vừa vặn nhất đó. Cao là 19, đường kính là 10 ha. Em bán 307, mã là 157, 307, mã là 157. Mới và xinh, màu phối đẹp nữa ha. Em này quá xinh luôn. Rồi em là biến cột. Rồi, tiếp theo. Đây, em này nữa, em này cũng xinh nữa, nhưng mà em này độ mới sẽ không cao bằng cái phần đáy túi này mấy chị ha. Đây, cái phơm nó sẽ bị mất phơm, cái phần đáy túi như vậy ha. Cái này cũng là cái màu xanh lá. Em này là dòng da khác và ba bóng như vậy nè mấy chị ha, bóng mướt như vậy. Ở đây là cái gì, giống như có cái chữ H vậy ha. Rồi có bị trầy khờn cái phần này, phối là màu xanh, và cái màu này là cái màu gì đây, cái màu này không biết kêu màu gì mấy chị. Ở bên hông nó như vậy nè ha. Đây rồi, em này da thì rất là đẹp, nhưng mà em thấy độ mới được thôi, không cao ha. Nó có bị mất phơm này, cái phần đáy túi sẽ không đẹp. Đây có vài vết cứng nhẹ nhẹ, không có trầy nha. Đây vết cứng thôi ha. Cái phần da màu xanh này em thấy còn rất là đẹp nè, nó sẽ có nhăn nhăn da tí xíu nè ha, đó, nhưng mà không có trầy da. Cái quai dây của em này thì cái màu này lại khác nè, cái màu này lại đậm hơn nha mấy chị ha, xanh lá đậm hơn. Rồi dây khóa thì còn được nè, dây này sẽ còn tăng giảm. Rồi dây tăng giảm thoải mái luôn ha, còn nhiều lắm nè, dây rất là dài luôn. Kiểu em này thì cái dây nó sẽ như vậy, ở trong nó có hai cái nút bấm.
ở bên trong là lót da BU mấy anh chị ha. Ở đáy túi nó sẽ có bụi bụi, cái phần đáy túi nè, cái phần người ta may á mấy anh chị ha, đó nó có sẽ có bụi bụi, có một ngăn nè, rồi có một cái khóa nè, cái ngăn này sau chưa đến đáy, lót da BU dày lắm nè, em thấy mướt rượt ở bên trong ha, có cái tách hiệu luôn nè, trời ơi, mà hơi bị khó nhìn ha, đây nó nhỏ nhỏ xinh xinh, đây mấy anh chị cái tách hiệu nè, Rulani gì đó ha, đây cái phần da này em thấy còn bóng láng ha, chỉ bị là dơ dơ bụi bụi dưới đáy túi thôi. Đây rồi bên hông em này nó như vậy nè mấy chị, da em này đã gì lắm và nó láng lình luôn ha, có hai cái nút bấm như vậy, rồi cái nút vàng ánh luôn ha, và hai cái nút này nè mấy chị là nó khác một chút xíu này, nó rất là chắc nha, rồi đây rất là chắc luôn ha. Cái da của em, cái phần da màu xanh này nè, màu xanh đậm này cũng còn mướt rượt da, bản dây là hai phân màu xanh đậm hơn. À, em này tính ra tới ba màu ha, cái màu thì quá đẹp và cái size cái kiểu rất là đẹp luôn, có một cái là độ mới sẽ không cao ở phần đáy túi thôi. À, cái mặt này thì mình thấy nó cũng đẹp ha, nó không có bị xấu da, phơm cũng còn đẹp nè mấy chị, phơm nè, da nó sẽ là da mỏng nha, mà em thấy phơm nó còn rất là đứng phơm, dễ thương. Em này cao là 20.5, ngang là 20, dày 10 phân, em bán 320, mã là 15F, 320, mã 15F, cưng ghê ha. Rồi qua mẫu mấy anh chị. Rồi một em màu đẹp nữa nè mấy anh chị, phối màu đen và đỏ đẹp quá ha. Em này cũng cố ý mình chỉ xách tay thôi, size là size gọn gọn thôi, size cưng ghê. Cái dòng da màu đỏ này em sẽ thấy nó có hình như không phải cũ nha mấy anh chị, cái da nó sẽ có nè, cái mặt này mình sẽ thấy nó có đậm 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 đỏ đỏ, đều đen đen chứ, đều đều hết trơn này ha, hiệu đây. Rồi đẹp ghê luôn ha. Ở đây cái gì đây? Dây dưới này cái chữ Roma. Khoen khóa thì có in logo hiệu gì hết luôn nè ha. Cái da màu đen này thì cứng ngắt nè mấy anh chị. Da quai em này đẹp nha, để em nhìn kỹ rồi. Ồ đẹp da nha ha, rất là cứng và mướt da. Rồi gốc đáy thì em sẽ thấy có trầy khờn nhẹ cái phần viền này xíu xíu thôi. Bên đây đẹp nè, không có bị. Khoen khóa em này được lắm nha, còn vàng nha mấy anh chị, sẽ không có bị tróc màu ha. Đáy túi nè, mình cũng thấy nè mấy chị, da nó sẽ có đậm đậm như vậy ha. Em nghĩ là bản da không phải lỗi, không phải cũ. Rồi nó sẽ đều như thế này ha, ở đây mới là lỗi nè, ở đây sẽ có bị trầy khờn vài vết ở đây. Rồi gốc ở mặt sau lại đẹp, bên hông ôi em này cái màu quá đẹp luôn, cái màu đỏ gì mà đẹp dữ luôn ha, phối là cái màu đen, hai màu đi với nhau là đẹp nhất rồi. Ở đây là có một cái nút bấm, rồi bên trong khóa kéo miệng. Em này là hiệu Made in Italy luôn nha mấy anh chị, ở trong cái tab này ha, tab phải nè ha, có một cái khóa, một khóa phụ nè, hộ khóa nhẹ tơn luôn ha. Vải hãng mấy chị, ở trong này là cái vải khác, cái vải này là mình thấy là hay gặp nó mỏng mỏng này ha, không biết kêu cái vải này là gì, ở ngoài đây là vải dù in hiệu hãng ha, ở trong này là cái vải khác. Một ngăn chỉ có một cái khóa thôi mấy chị ha, không có ngăn nào nữa hết trơn. Em này thì rộng rãi bên trong nè ha. Đây vải lót thì em thấy rất là sạch nè, vải hãng rất là sạch và đẹp. Đáy túi này thì sẽ không có định đáy, nhìn đáy túi nó sẽ hơi bị lùng bùng á, nó hơi bị dư cái phần lót á. Một cái khóa chính nè, đây khóa cũng là cái khóa hiệu luôn nè mấy anh chị ha, khóa zin nè ha, đây khoen khóa đều dập cái logo này hết trơn nè. Rồi một cái nút bấm không có ngăn ngoài mấy anh chị, em này phơm đẹp ha, size rất là dễ thương, da em này nó dày dữ lắm mấy anh chị, da màu đen màu đỏ gì ha, em thấy cũng dày hết trơn ha, nhưng mà cái phần da cái màu này màu đỏ này em thấy nó dày và nó mềm nó dẻo. Ôi phơm còn rất là đẹp và cái màu em này rất là xinh luôn, màu đỏ này đậm đậm mấy anh chị ha, không có bị tươi. Độ mới em này thì em cho 85% ha. Cao là 17, ngang là 32, dày 13. Em bán 380, mã 515. 380, mã 515. Và tiếp theo. Một em nhỏ nhỏ nữa, em này của Zara mấy anh chị ha. Màu xanh, xanh này là xanh gì? Xanh lá hả? Đây, em này là da người ta sẽ đan lại như vậy ha. Em này là cái dây nó to, quấn như vậy nè mấy chị nè. Nè, sẽ có một cái quấn vậy ha. Rồi rất là to, cái này là nó cầu 8 phân á, nè nguyên cái miếng da như vậy ha, nè rồi người ta sẽ xe nó lại một cái như vậy, mình đeo vai được nha mấy anh chị, đeo vai kẹp nách ha, và xách tay, size là nhỏ nhỏ xinh xinh, độ mới em này cũng cao ha, gốc em này sẽ có bị trầy trầy da xíu xíu thôi, nè hai gốc này ha, ở dưới này đáy túi thì lại đẹp nè mấy anh chị, da này còn màu tươi màu luôn ha, đều màu đẹp hết luôn, đây nó có nhăn nhăn da chút xíu thôi, rồi hai mặt da sẽ giống nhau, không có ngăn ngoài ha. Rồi em thấy còn rất là đẹp luôn, còn tươi. Ở bên trong có một cái nút bấm. Đây bên trong, em này là lót vải nè mấy anh chị ha, lót vải sạch trơn ha, độ mới cao gì lắm, tách hiệu Zara ha. Ở đây là sẽ có một ngăn, ngăn này sâu đến đáy. Ở bên trong là như chưa sử dụng mấy anh chị ha, em thấy nó mới ken như vậy ha, có định đáy rồi.
gọn hơ luôn ha, không có cái khóa phụ, một ngăn như vậy thôi, một cái nút bấm. Ồ, túi nó nhẹ tiều tiều mấy chị, da đã lắm à, da nó mềm dẻo đã lắm, không có một vết lỗi da nha mấy anh chị, mới dữ lắm. À, cao là 18 ngang 24, dày 8 phân, em bán 350, mã là 15L, 350 mã 15L, giá mềm xèo vậy nè mấy anh chị ơi, ha, đẹp ghê. Ở đây cái da đen là mấy chị người ta làm hình như giống như có từng lớp lớp vậy nè ha. Đây rồi tiếp theo là một em da mộc mấy chị, quá trời nó đẹp ha, da em này nó bóng ngời ngời luôn, màu nâu đậm, em này là mình xách tay và đeo vai ha. Cái dây này mấy chị người ta sẽ may lại đây một lớp da như vậy ha, rồi người ta sẽ may ở chỗ này lại thôi, hai phân, em này là xách tay và đeo vai, da đẹp khủng khiếp luôn. Ở đây là da mộc này mấy chị, thường nó sẽ có những cái vết vết nhẹ nhẹ như vậy ha, mình rờ thì nó láng o nhưng mà mình sẽ thấy nó có những cái vết như vậy, bốn cái đinh. À, đây sẽ có hai cái khóa kéo, khóa là cái khóa hiệu nè, khóa đồng bộ nè ở bên hông. Ô em này đẹp quá trời da luôn, đẹp dữ luôn mấy anh chị, à bóng đẹp ghê luôn. Rồi còn rất là mới ha, hai ngăn nè ở đây nè. Ủa à có ngăn mấy anh chị, để coi thì nó vô chắc giữa túi thôi ha. À, lót ở trong cái vải gì mà có tím tím nè, để coi bên trong đi. À, hai ngăn và một cái khóa giữa, đây bên trong quá trời rộng nè ha, hai ngăn một cái khóa giữa. À, khóa cũng là cái khóa hiệu luôn, vải này vải gì đây, vải dù mấy, vải dù đúng rồi, vải dù mấy chị. Ô quá trời rộng luôn ha, và sạch trơn cái ngăn phụ, ngăn kính giữa này là em thấy sạch bóng rồi ha. Khóa đồng bộ, khóa hiệu ở dưới ngăn này, ở đây túi em sẽ thấy nè mấy chị, có nhạt đậm đậm xíu xíu thôi ha, rất là ít luôn ha. Cái phần miệng túi thì sạch đẹp, một khóa nữa nè, khóa đồng bộ luôn, khóa hiệu hết luôn ha. Một ngăn phụ, ngăn này à sau chưa đến đáy. À cái mặt trước của ngăn này nè mấy anh chị là lót cái vải này nè ha. Cái này nè, in hiệu nè, cái hiệu của em này là Sunny gì nè ha. Rồi cái này nó có ô ô màu tím như vậy. Cái mặt trên này ha là lót cái vải đó đó. Ở đây là vải khác nữa nè, là cái mặt trong mặt ngoài gì đó. Ở đây sẽ có một cái túi nè, da nè mấy anh chị ha. Rồi nè, nguyên một miếng da ha. Rồi cái tách hiệu. À bên đây sẽ không có ngăn nữa. Rồi quá trời rộng bên trong. Hai nút bấm miệng mấy chị, không có khóa kéo miệng ha, được cái khóa giữa đây. Rồi ở đây sẽ có hai ngăn ngoài nữa ha, cái khóa cái khoen của em này nè, khóa chứ đây mấy chị thì nó sẽ mờ mờ như vậy ha, không phải là sáng trơn, có bị mù mờ, nhưng mà em này còn đẹp quá trời luôn, da sẽ rất là nhẹ mấy chị ơi, phơm rộng, da bóng đẹp quá luôn, phụ nó dẻo da đã lắm. Độ mới cao em này ha, cao là 27 ngang 34, dày 11, em bán 350 mã 15X, 350 mã là 15X. Đây màu của em này là nâu đậm như vậy mấy chị nè, đúng ở ngoài nó vậy ha. Tiếp theo, rồi tiếp theo là một em hàng hiệu, đây lớp Caspari, em này là phơm công sở, em này là con cái là bị mất dây mấy chị ha, em này là dòng da caviar đây nè ha, da rất là đẹp luôn ha. Rồi khóa này mấy chị coi đẹp nè, khoen này ha, vàng ươm luôn, rồi người ta sẽ dập hiệu trên này, em này đổ mới được lắm. Ở đây cái góc này, à góc này bị dơ sao mấy chị, còn đẹp gấp dữ lắm ha. À đây trời ơi, da đẹp dữ lắm, bốn cái đinh này sẽ in cái logo hiệu này ha. Ôi da đẹp lắm, không có vết lỗi da nha mấy chị, đẹp thật là đẹp luôn, láng bóng luôn ha. Ở bên trong là có một cái khóa kéo miệng nè. À em này có dây mấy chị ơi, có dây chứ không phải là mất nha, nhưng mà cái bản da này là sẽ khác rồi ha, là da thật. À nhưng mà em này cái hiệu nó khác rồi nè ha, da thật không có giống bản da, cái bản da này là da caviar, da hạt ha, còn cái em này là cái da nó là da láng, nhưng mà là điều da thật ha. Được cái đồng bộ khóa, cái màu khóa, một ngăn chính nè, trời ơi nó mới và nó đẹp như vậy, một ngăn hai ngăn vải dày cui luôn, sạch trơn, có một cái khóa nè. Ồ cái khóa này to đùng mấy chị, và sâu đến đáy luôn ha, cái tác hiệu lớp Caspari. Ngăn này là cái ngăn khóa chính ha. Rồi ở đây sẽ có hai cái khoen móc dây thôi, không có ngăn ngoài nào nữa mấy anh chị, nó chỉ một ngăn tổng như vậy thôi ha. Phơm em này còn đẹp dữ luôn nè mấy anh chị, da này dày thật là dày ha, da sẽ không có vết xước, rồi phơm cứng ngắt như thế này, độ mới cao dữ lắm. À dây em này là cái phần quay dây này là cũng đẹp nè mấy anh chị, cứng ngắt như vậy ha, da này trơn lỉnh luôn, khoen khóa dây kéo và nó vàng ươm như vậy. Ồ đẹp em này, cao là 24 năm, ngang là 32, dày 13. À, em bán em này là 450, mã 15 ơ, 450, mã là 15 ơ. Rồi em qua mẫu.
Tiếp theo là một em này là không phải là da thật mấy chị ha. Em này nó giống như là da khắc nhưng mà thực ra nó không phải là khắc, mà người ta sẽ giống như dập cái hoa văn này thôi mấy chị ha, không phải là khắc ha, không phải là khắc trên da. Nhưng mà da rất là đẹp ha, em này da dày cui luôn này, đây nè ha, rất đẹp da mấy chị, nhưng mà là da bi u không phải là da thật, nhưng mà độ mới nó cao đẹp quá luôn. Em này có dây đeo, dây là dây zin luôn nè ha, dây của em này. Rồi đây mấy chị có giá đẹp này ha, rất là bóng đẹp, mướt rượt luôn, em này nó mới dữ lắm luôn. Xách tay và có dây đeo. Bản dây này là khoảng 2 phân cứng ha. Rồi dây này có tăng giảm khóa là cái khóa rời. Để em coi cái khóa này coi. Rồi cái khóa này cũng còn được nè, mấy chị còn sáng ha. Đây cái kiểu, cái này là chỉ là cái kiểu thôi mấy chị. Ồ cái này ha, cái phần này. Đây mấy chị đẹp, dây dặn nha ha. Rồi cái hình gì đây? Ô người rồi cái ô tùm lum tùm la này, quá đẹp luôn. Màu xanh lá và cái màu này, cái màu rút rút vậy ha. Quá đẹp luôn nè ha. Đây. Rồi em này cái size là cái size trung. Một cái khóa kéo chính. Đây bên trong em này là miệng đốc tờ nè mấy chị ha, lớp vải để dù. Trời ơi, đỉnh đái rồi ha. Đây, bên trong thì cũng rất là sạch và rất là rộng nè ha. Nhưng mà cái vải lót em này á đẹp vải, nhưng mà cái phần này mấy chị, nó dọn những cái này nè, em lại thấy nó không sắc sảo ha. Nó không có đẹp lắm. Đây cái hiệu khóa này là lời khóa này là đồng bộ nè ha, khóa hiệu. Mà em để em nhìn coi đinh xếp gì đó. Một ngăn. Cái này người ta sẽ định là mấy chị định đái hả, thẳng băng này ha. Một ngăn khóa thôi, không có ngăn phụ, bên trong thì nó rất là rộng luôn nè ha. Gọn, nói chung cái phần lót thì rồi nhìn nó gọn gàng ha, nhưng mà cái miệng may này, em cảm thấy nó sẽ không có sắc sảo thôi. Cái khóa khóa rất là nhẹ ha. Ở đây, rồi đây cái bên hông nó làm vậy. Kiểu em này nó làm vậy nè mấy chị ha. Miệng doctor, size là cái size trung, em này túi rất là nhẹ luôn. Ngoài đây được một ngăn nữa. Ngăn này sau, đây nó chỉ khúc vậy thôi mấy chị. Rất là sạch luôn ha. Rồi em này da bị u nhưng mà em cảm thấy da nó còn đẹp lắm mấy chị, da nó đẹp, nó dày dặn cái túi ha, nhưng mà cũng không có nặng, da rất là đẹp. Cao là 19 năm, ngang là 32, dày 13. Em bán 280, mã là 815. 280 mã 815, da bị u giùm em mấy anh chị ha. Rồi, em qua mẫu. Tiếp theo là một em này là da dạp vân thiên nga. Cái hiệu này thì mình sẽ thấy hoài nè mấy chị ha, người ta sẽ hay dập cái dòng da này. Màu nâu mấy chị, rồi gốc gác gì thấy được nè ha. Có trầy khờn nhẹ mấy chị, gốc em này ha, có trầy khờn nhẹ, trái túi rất là đẹp luôn, rồi đẹp da ha, rồi nó chỉ bị gốc thôi mấy anh chị. Cái khóa của em này khóa hiệu ha, khóa này thì còn đây có bị mù mờ ha, không có sáng trưng thôi. Một ngăn phụ, lớp vải hãng màu nâu, rồi sâu đến đáy vải dù in hiệu hãng. Qua dây của em này thì dày dặn nè, ôi đẹp da lắm ha, đẹp rất là dày luôn và láng mướt nha mấy anh chị. Em này là khoảng 2 phân cứng ha, rất là dày. Ở đây nó có cái gì đây? Có cái cọng dây hả? Cái rút rút miệng nè, bên trong khóa kéo miệng. Đây bên trong em này là một cái ruột mấy anh chị ha, một ngăn và một cái ruột ngăn giữa nè ha, cái vải dù in hiệu hãng. Một ngăn, em thấy cái vải em này ngay chỗ cái này em sẽ thấy nó có đậm đậm phải. Đây nè ha, nó có đen đen nè mấy chị, nhưng mà mình nhìn thì không có giống là cái kiểu mà dơ ha, không phải là xài dơ vậy, giống như cái vải là sao á. Một ngăn, hai ngăn ở bên này, một cái khóa ha, cái tách hiệu. Một ngăn phụ, ngăn này sau chưa đến đáy, để em nhìn đây coi, hình như là cái vải mấy chị ơi nè, em thấy hình như đưa qua đưa lại nó có đen đen vậy đó, nó không phải là dơ. Rồi một ngăn khóa chính ha. Được một cái ngăn phụ ở ngoài nữa. Ở đây nè mấy chị có cái hai cái cọng dây, thay vì thường là mình sẽ thấy có một cái nút bấm ha, thì cái em này lại là có một cái cọng dây để em mở thử cái hình như là cột lại rồi ha. Bên hông sẽ có một cái ngăn có nút bấm nữa nè ha. Rồi một ngăn bên đây để em coi coi. Bên đây sẽ không có nha mấy chị ha, chỉ có một ngăn thôi. Da em này thì cái dòng da nó cũng là dòng da mềm này ha, em này phơm còn đẹp, phơm màu đẹp ghê, màu nâu, nâu nâu đậm nâu nhạt ha. Cao là 23, ngang là 34, dày 11. Em bán là 370, mã là 615. 370 mã 615. Em này màu đẹp mấy chị ha. Và kiểu này là mình chỉ xách tay thôi, em qua mẫu. Rồi em này màu đẹp quá mấy anh chị, em này không biết kêu màu gì nha. Cái màu này là màu màu vàng đồng ha, màu vàng đồng nhạt. Trời ơi đẹp, em này là hàng của Nhật mấy anh chị. Rồi ôi cái da nó đẹp.
và em này độ mới nó cũng còn ngon lắm. Ở đây nè, mình thấy nè mấy chị da nó sẽ giống như là có nhũ nhũ ha. Đây, cái da thì sẽ là da mỏng mỏng thôi, rồi cũng trơn lỉnh nè, gốc đáy gì đây. Rồi em thấy nó còn được lắm nè ha, nó sẽ không có bị đậm nhạt cái gốc nhiều. Em này da mềm xèo luôn, rồi đẹp da dữ lắm anh chị. Và màu em này nó ít thấy ha, màu rất là ít có luôn. Ở bên trong cái miệng túi nó rút như vậy nè ha, rồi có rút miệng, không có ngăn ngoài. Cái phơm em này nó vuông vuông. Ở đây có cái gì đây? À, có một ngăn. Rồi đây có cọng dây rút miệng. Đây bên trong, trời ơi này mấy chị, lót cái màu xám bạc, trời ơi, nó đẹp nè. Lót cả da bị u mấy chị, màu xám bạc nó mới tinh luôn ha. Một ngăn nè, trời ơi đẹp lắm nha, láng o à. Một ngăn, ở đây sẽ có một cái khóa, khóa giọt nước. Một ngăn nữa ha, ở đây nó có cái tách code ở trong này ha. Đây, rồi ở đây là hiệu này mấy chị, trời ơi coi cái hiệu nó đẹp nè ha. Cái tách vàng, trời ơi, nó còn mới tinh luôn ha. Đây em này thì em nghĩ là mình để đồ ít ít thôi thì nó sẽ đẹp phơm luôn ha. Nó mình để ra nãy như nãy em độn nhiều em cảm thấy nó sẽ không đẹp, nhưng mà mình để ít ít thì cái miệng túi nó sẽ túm túm lại đẹp hơn ha. Rồi ở ngoài đây sẽ có một ngăn lớn nữa nè, coi nó đẹp nè mấy chị, nó sạch trơn như vậy ha và nó mới tinh luôn. Rồi cái da em này nó như vậy, nó mềm xèo như vậy ha, đã ghê, màu rất là đẹp luôn. Cái màu này hầu như là chưa có luôn mấy chị ha, cái màu vàng nhũ mà nó đẹp như vậy. Rồi túi rất là nhẹ, nó nhẹ dữ lắm. Quai dây em này thì mình có thể là đeo vai, bản dây này là một phân, nó mướt rượt và nó đều hết trơn. Em này mình sẽ không thấy vết đậm nha mấy chị ha, không có một vết đậm trên da, không một vết trầy, túi nhẹ tiều tiều luôn. Rồi miệng túi nó như vậy nè ha, đây nó nằm vậy nè. Ở đây nè mấy chị, cái miệng túi em thấy cũng còn rất là đẹp ha, cái dây nè cũng vậy nè ha, còn mướt rượt. Em này nó mới dữ lắm luôn, em này dễ thương gì đâu á. Cao là 23, ngang là 21 năm, dày 15. À, em bé em này là 350, mã là 156, 350 mấy anh chị ha, mã 156, một em hàng Nhật. Rồi qua mẫu mấy anh chị, một em da mấy anh chị ha, phối với là cái này là cái gì đây, vải, cái này là cái vải gì đây, trời ơi vải gì mấy vậy, cui ha. Rồi có bông có hoa như thế này, đây mấy chị, cái vải này gì nè, đó nó có cái sọc sọc sớ sớ như vậy này, ha. Rồi da dập vân xấu, em này dòng da nó mềm xèo luôn, ở mặt sau là cái da cũng dập vân gì đây, cái này là cái màu xám ha. Em này hình như nó cũng có vài vết cứng cứng, gốc đá thì lại được nè ha, gốc đá em thấy lãng băng láng o luôn. Túi nhẹ nè, chắc ăn là sẽ rất là nhẹ ha. Cái phần quai dây này là da khác nữa nè ha, là cái dòng da khác, dòng da láng. Bản dây 2,5 phân, em này là mình đeo vai, khoen khóa thì em này không đẹp mấy anh chị. Đây nè, nó không có sáng luôn ha, em thấy nó có bị vàng vàng luôn, khóa sẽ không đẹp, có bị oxy hóa nè. Cái bông này đẹp quá, ở bên trong là một cái nút bấm miệng. Đây bên trong lót vải hoa văn màu nâu như vậy ha, tông nâu. Một cái khóa phụ mấy chị, trời ơi, cái ngăn này nó rộng ghê nè ha, nó rất là rộng sâu luôn. Cái vải gì mà nó dày cui mấy chị, cái vải này giống như là cái vải mà mình làm mấy cái ghế nệm mấy chị, nó dày như vậy luôn ha, đẹp ghê luôn nè. Cái tông nó tối tối, một ngăn nè, trời ơi, cái ngăn này hết cái túi luôn mấy anh chị. Cái đường viền màu xanh này em sẽ thấy nó có bị dơ ha, cái đường viền màu xanh lá non này ha, cái này là vải mấy anh chị, cái này ha, viền. Rồi ở đây nè mình thấy rõ nè, ở đây nó sẽ bị đậm chỗ này ha. Ở đây sẽ có một ngăn nữa thôi. Cái miệng túi là cái da mấy anh chị, da là màu nâu ha, bản da khác nữa nè. Rồi một cái nút bấm, phen phát của em này cái màu nó như vậy mấy chị, màu tối hù vậy nè nha đó. Đây nó cái màu nó không có bóng luôn nha, nó nhỏ nhỏ thôi. Rồi em này, size là cái size trung, mình đeo vai được ha, kiểu đơn giản thôi, hoa văn đẹp á, cái bông cũng đẹp á. Cao là 28, ngang là 36, em bán 320, mã là 150, 320, mã 150. Em qua mẫu một em này, cái này là da dập cái hoa văn mấy chị ha, dập cái hoa như vậy, không phải là da khác ha. Đây em này, rồi cái tông của nó cũng là nâu nâu, nâu nạt đậm, nâu nhạt gì đó. Ở đây cái bông này nè mình thấy nè, nó có không biết là cái lỗi là sao mấy chị, mình thấy chỗ này nó có vàng vàng ha, hai mặt giống nhau ha. Ở đây nó có cái gì đây, cái này là kim lỗi nè mấy chị, và cái màu nó tiệp với lại cái màu da luôn ha, đẹp ghê nè. Rồi gốc ghép em này thì em thấy cái gốc nó sẽ có bị nhạt nhạt da. Em này là mình xách tay có thể đeo vai ha, bản dây này là 2 phân. Em thấy cái phần da ở đây nè, nó sẽ có bị khô da nè mấy chị ha, mình rờ vô sẽ nhám da ở chỗ này, ngay chỗ cái quai dây này, cái chỗ này giống như là nó co tới co lui vậy ha, nó sẽ bị khô da.
Rồi da thì hai mặt da đều giống nhau nè. Ở đây nó có một cái gì đây? À đây nó có một cái cọng dây nè mấy chị, là da người ta sẽ quấn ở cái bên hông như vậy ha. Ở đây là có một cái đường may rồi, hai bên như vậy. Cái kiểu size em này là cái size trung, bên trong có một cái nút bấm. Trời ơi, bên trong em này lót đá mấy chị, lót vải jean luôn này ha. Đây cái màu jean, màu 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 jean màu đá đó ha. Rồi ở đây sẽ có một ngăn, trời ơi, nó dày dữ lắm mấy anh chị. Ở đây cái túi này người ta cũng cũng làm cái hoa văn của dải này ha, đẹp ghê, cũng kiểu này mấy anh chị nè ha. Rồi bông hoa đàng hoàng cái bộ. Đây là có một cái túi này ha, cũng là cái kiểu trên cái miệng túi luôn nè. Trời ơi, đẹp nha. Ở đây là cái này là cái nút bấm này ha. Rồi cái vải jean này mấy anh chị nó dày cui luôn ha, em thấy rất là sạch sẽ. À không biết là cái phải ở trên này nó sẽ có nhạt nhạt hay không, nhưng mà mình nhìn thì mình thấy nó nhạt nhạt nhưng mà lại không có dơ. Mình nhìn là mấy chị sẽ không thấy vết đậm nhạt, không có bị gì hết trơn á. Trời đẹp ghê luôn nè. Ở đây bên hông nó có cái gì nữa đây? À cái này là hiệu mấy chị. Trời ơi, đây này, nằm bên hông cái túi này ha. Hiệu, để em coi cái hiệu gì đây. À em này của anh mấy chị. Đây này ha, cái trên này dài thòng lòn cái hiệu ha, nhưng ở dưới em nhìn được thì là của anh. Trời ơi, nguyên một cái miếng da như vậy. Em này nó chắc đuổi luôn. Một cái nút bấm. Rồi đây, em này size nó như thế này, ở bên trong rộng quá trời. Cái màu em này nó gam, nó tối tối ha, nó nhu nhu. Cao là 24 nha, 29 giày 13. Em bán 320, mã 15D, 320 ha, mã 15D. Tiếp theo mấy anh chị. Một em này là form form du lịch ha, form du lịch, form công sở gì đó. À dây là dài nè, mình đeo vai nè ha. Cái này là canvas mấy anh chị ha, phối với loại da. Bản dây này nó mềm xẹo như vậy ha, bản dây này là khoảng 2 phân yếu. À em này độ mới cao, khoen khóa, trời ơi có đẹp dữ luôn. Trời ơi khóa nè, như mới luôn ha, nó sáng bóng luôn, đẹp quá. Đây nè mấy chị, nó như mới ha, gốc ghép chỉ đẹp hết trơn này ha. Nhưng mà cái da của em này ngay cái đường viền em sẽ thấy nó có bị răng răng cái đường viền xíu xíu này ha. Ở bên đây không có. Trời ơi gốc đá đẹp coi này ha, nó láng o mấy chị. Rồi cái này, coi này, trừng đỉnh như vậy ha, đẹp ghê luôn. Hai mặt giống nhau rồi ha, ở bên hông nó sẽ có hai cái ngăn to đùng như vậy. Em cái phần này đẹp dữ lắm rồi ha, nó mới. Ở đây, cái này là cái gì đây? Lớp vải dù mấy anh chị. Khoan khoái em này là sáng ngời ngời như mới rồi ha, dây cũng vậy nè, mứt rượt như da nó sẽ mỏng mỏng nó mềm như vậy. Khóa kéo mềm. Đây bên trong lớp vải hãng mấy anh chị, rồi vải dù ha. Qua trời nó rộng bên trong. Em này bên trong nhìn coi gọn gàng sạch sẽ nè. Một cái khóa. Rồi cái vải dù bên trong là không có in hiệu ha. Vải dù vải này nó hơi sột sẹt nè. Để có hai ngăn to nữa nè. Rồi ngăn này sâu đến đáy luôn mấy chị. Hai ngăn rộng quá trời luôn. Ở đây là một ngăn nhỏ, một ngăn to ha. Hai ngăn này sẽ nhỏ hơn. Rồi sạch sẽ tươm tất. Một khóa kéo miệng. À, em sẽ không thấy cái hiệu người ta để bên ngoài ha, nhưng mà ở trong lại là lót vải hãng. Rồi ở đây cũng vậy nè ha. Rồi đẹp như vậy sao có phải lót ở đây, để em coi kỹ là coi sao em thấy cái logo hay gì mà đẹp như vậy. Hơi bị khó lấy ra. Rồi ở đây là đẹp mấy chị, cái chữ em M ha. Rồi cái logo gì em hơi bị khó thấy. Cái vải này thì nó sẽ mỏng mỏng thôi. Hai bên sẽ có hai cái ngăn to đùng như vậy. Rồi phơm em này, mấy chị coi đẹp nè. Cứng nhắc phơm hay độ mới nó như mới ha. Rất là mới luôn, túi nhẹ. Cái này nó đã ghê luôn này. À, cao là 26, ngang là 37, giày 15. Em bán 370, mã 7, 15. 370, mã 7, 15. Em này là xài hàng mới giùm em ha. Tiếp theo. Rồi tiếp theo là một em phơm du lịch. Em này cái dây của em này thì nó sẽ vừa vừa thôi mấy anh chị, nó sẽ không có dài lắm ha. Ở đây nó cũng còn hai nấc, ba nấc tăng giảm nè, nhưng mà cái dây này sẽ vừa tầm dữ lắm. Ồ khoen khoái em này coi đẹp này mấy anh chị, đồ mới em này cao dữ lắm ha. Khóa là màu đen. Ở đây cái kiểu em này da dập vân, dập vân da vôi. Ở đây sẽ có một ngăn. Rồi em này nó như mới rồi mấy anh chị ha, nó sẽ không có lỗi gì hết trơn, gốc đá gì đẹp hết luôn rồi ha. Kiểu. Rồi ở đây sẽ có một ngăn, mặt sau sẽ không có. Dây quay em này thì bản dây khoảng 2 phân rưỡi, mướt rượt và đẹp hết luôn. Dây là dây rời. Ở đây có một cái dây mình xách tay. Ở đây là dây đôi nè mấy chị, đây có thêm một cái miếng da nữa ha. Rồi dây cui cứng ngắc như vậy, da sẽ còn mướt rượt, độ mới cao. Và em này cái màu thật là đẹp luôn. Cái màu vàng này là đẹp nhất nè mấy chị, rất tươi. Em thích cái màu này lắm nè. Cái màu này nó sẽ tươi, nâu một chút xíu thì nó sẽ tối ha. Em thích cái màu vàng bò. Đây bên trong. À em này cái hiệu Rayan là mình hay gặp nè mấy chị, gặp hoài ha, ba lô nó hay có này ha. Rồi ở đây sẽ có một nha. Một ngăn khóa, ngăn này sâu đến đáy. Vải này im ru luôn mấy anh chị ha. Rồi cái hiệu nó đây. Đây cái gì đây, cái chữ tắt hay gì nè ha. Cái logo. Một ngăn, hai ngăn,
vải lót. Rồi đây mấy chị em sẽ thấy ở vải lót nó cũng có đậm đậm cái đường viền chỗ này ha, không phải là mới ken, nhưng mà ở ngoài em này là đẹp ghê luôn nè, quá trời rộng. Em này quần áo thì để em coi khoảng 4-5 bộ đồ nha mấy anh chị, 1.900 ha, khóa nó lướt luôn ha. Rồi ở đây cái dây nó như vậy, có hai cái đinh tán gì đây, một ngăn này nữa, ngăn này nó ngắn ngắn rồi ha. Rồi ở đây sẽ có một cái ngăn nhỏ nữa. Ở cái ngăn này lại vải lót có bị dơ nhiều hơn so với lại ngăn trong này mấy anh chị, mình thấy đậm đậm vải như vậy mà sao da em nãy ngoại đẹp dữ vậy. Ở ngoài nữa nè, em thấy đều đẹp hết trơn ha, màu em này sẽ đều nha mấy anh chị, tăm tắp màu ha. À cái hiệu người ta sẽ dập trên da đây nè mấy anh chị, rất là mờ nhạt nè, mình hơi khó thấy, không để ý không thấy luôn ha. Rồi dòng da dày và dòng da mềm xèo như vậy, đẹp ghê nè ha, màu quá đẹp luôn. Cao là 27 ngang 33, dày 10 phân, em bán 390, mã 15R, 390, mã 15R, em qua mẫu. Đây tiếp theo em này nó xinh, thật là xinh luôn, em này da rất là xịn luôn, trời ơi da nó mấy chị rờ thấy mê luôn ha. Em này cái hiệu nó là cái gì, cái chữ dài thằng Agili. Rồi Agili ở đây nè, cái miệng túi người ta làm duyên quá ha, đây nè mấy chị, da nè người ta sẽ để mọc không có viền ha. Rồi ở đây nè, ồ đẹp ghê luôn, em này độ mới cao, cái da nó da mềm mấy chị, mà mình nhìn da nó còn thẳng băng da luôn ha. Ở đây người ta sẽ nè mấy chị, à, cái hoa này, cái phần kim loại em này là giống như cái màu đồng cổ vậy đó. À đây có một vết khờn khờn nhẹ nhẹ ở đây mấy anh chị, gốc đáy thì lại được nè ha. Đây là cái này là người ta khắc này mấy chị ha, đây cắt nè, có lỗ lỡ cái trong là lớp phải lót á. Rồi đáy túi đẹp nè, mấy cái bông này nó cũng dễ thương ghê. Ở bên hông ở đây nó sẽ có một cái cọng dây rút nè. Ồ da em này đẹp dữ lắm, một nhân phụ ở trong là lớp vải hãng, trời ơi dễ dễ bóng dữ vậy. À nhân này sâu đến đáy giải để lót đẹp quá trời luôn. Em này là cái dây nó là mình có thể là đeo vai được nè, đeo vai ngắn thôi nha. Đây trụ da còn mướt đẹp nè ha. Ở đây mấy chị cũng không có viền nè ha, mình thấy nó mới tinh như vậy, cái đường viền nó còn rất là đẹp và nó thẳng tắp luôn như vậy. Hiệu dập mờ trên đây, ở bên trong nút bấm miệng. Rồi bên trong em này, cái form của em này nó quá đẹp luôn nè mấy anh chị ha. Cái kiểu em này nó duyên, thật là duyên luôn. Ở bên trong cái này là mình có thể buông ra, buông miệng rộng ra ha. Rồi ở đây sẽ có hai ngăn và một cái khóa giữa, khóa là cái khóa hiệu mấy anh chị ha. Cái khóa của em này thì cái giống như là đồng á, nó không có sáng đâu ha, nó mờ. Một ngăn giữa, ngăn này sâu đến đáy vải lót, trời ơi dễ dù mấy chị, và nó bóng thật là bóng luôn ha. Ở đây là có một ngăn khóa nữa nè, khóa là cái khóa đồng bộ luôn ha, cái khóa này nó sẽ nhỏ xíu xíu nè, cưng ghê. Một ngăn, ngăn này sâu đến đáy, đây cái tách hiệu là cái tách vải. Ở đây sẽ có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ nè ha, bên trong này rộng rãi như chị, em làm biến tháo vậy đó, có thể bung ra ha. Rồi một ngăn ngoài nữa nè, khóa là khóa đồng bộ hết. Rồi em thích cái dáng, cái form dáng của em này nó đẹp mấy chị, và dòng da thật là xịn da nè ha. Rồi em này hình như của Pháp, của Ý gì em quên mất tiêu rồi đó, nhưng mà cũng là hàng hiệu đẹp nha mấy anh chị. Rồi nhất là cái phần này nè, mình nhìn nó rất là hay ha, màu này giống như là màu nhớt hơn là màu đen. Cao là 22, ngang là 33, dày 10 phân, em bán 420, mã là 154, 420, mã 154, em này là như mới nha mấy anh chị ha, rất là đẹp da. Tiếp theo là một em vải phối với lại da ha, cái này là cái vải giống như vải bố vậy mấy anh chị ha, dày cui hả, phối với lại dây quai là màu nâu, em này là mình đeo vai, trời da còn đẹp như vậy. Cái chỗ này nó sẽ có bị đậm đậm da, nhưng mà em thấy da còn mướt đẹp ghê luôn này ha, đây. Rồi, bản dây này là khoảng 2 phân rưỡi. Ồ khoan khóa coi đẹp nè, rồi khóa đồng mấy chị coi đẹp vậy nè ha, nó sẽ không có sáng trưng mấy chị ha, nó cũng không có trầy khờn. Rồi khóa này mình xài hoài nó vậy, đẹp quá. Em này nhìn nó cổ cổ rồi sao, ở đây gốc đáy đáy túi lại sạch trơn này ha, đây là bụi thôi, rất là sạch luôn nè. Cái phần da màu nâu đậm, rồi chỉ này mấy chị mình nhìn thấy còn sáng chỉ luôn ha. Ở bên hông ở đây nó có một cái kiểu, em này kiểu đẹp, em này là form dáng ha, form tay á. Ở đây sẽ có một cái khóa, em này cũng không có lỗi nha, em thấy độ mới còn được lắm nè. Rồi còn sạch trơn nha mấy chị, cái phần vải này em không thấy bị đậm nhạt gì ha, nó dày nha, rất là dày luôn và nó mềm. Dây này để coi có tăng giảm hay không. À ở đây mình còn nhiều nấc tăng giảm nha mấy anh chị ha, cái này có thể để dài hơn nữa nè, còn đến hai nấc luôn ha, mỗi một bên hai nấc, là dây này dài lắm, mình đeo vai dài được luôn. Ở bên trong một khóa kéo, đây bên trong là lớp vải kaki, trời ơi em này nó dày dặn mấy chị. Ở bên trong rồi em thấy sạch đẹp gì lắm nè, một ngăn
một ngăn to một ngăn nhỏ, hình như cái miệng túi sẽ có đậm đậm xíu xíu ha, nhìn nhìn kỹ kỹ mới thấy. Một ngăn khóa này ha, rồi em này nó dày dặn, đây nó chỉ cái khóa là cái bảng giá đẹp vậy nè. Một ngăn phụ ha, khóa phụ ngon lành. Rồi ngăn này thì không sâu đến đáy, tách hiệu này mấy chị, Tokabi gì này ha. Rồi ở đây có cái logo là cái ngôi nhà, vải lót đây, vải sạch nha mấy anh chị ha, vải kaki vậy vui luôn, mặt kem. Một cái khóa kéo miệng nè, khóa nhẹ nha mấy anh chị, miệng túi sẽ hở hai bên như vậy ha. Em này là thích hợp để đi đâu trong vòng một ngày á mấy anh chị ha. Đó rồi mình đựng hai bộ đồ và linh tinh, nó nhẹ cái túi nữa. Một ngăn, ngăn này thì sâu đến đây thôi ha, cái ngăn này nó sẽ nhỏ nhỏ thôi, sạch trơn à, túi nhẹ nhàng ha. Rồi kiểu em này cũng đẹp ghê nè mấy anh chị ha, nhìn nó tây tây sao ha, hay. Rồi túi nhẹ nhàng, mình mấy cô mấy chị đi chùa đi núi gì đó, bỏ hai bộ đồ và linh tinh vô. Cao 23 ngang 28, dày 12, em bán là 330, mã là 415. 330, mã là 415. Em qua mẫu ha. Tiếp theo là một em Hana Mori nha mấy anh chị ha, màu trắng. Em này là cái trắng gì đây? Trắng kem ha. Đây bảng dây em này là khoảng 1,5 phân, cái dây của em này nó sẽ có đậm đậm da mấy anh chị ha, đậm đậm mạo xíu rồi, rất là ít luôn nè, em không biết ở trên trên đây có thấy hay không ha, có đậm nhưng mà em này còn đẹp lắm. Rồi phơm em này còn cứng ngắc luôn nè mấy anh chị, quay dây còn mướt rượt luôn ha. Rồi cũng có đậm đậm xíu xíu, kim loại em này cực kỳ đẹp luôn, đây nó còn vàng ánh luôn ha, cái tác hiệu cũng vậy còn như mới nha mấy anh chị ha. Rồi cái khoen chỗ khóa chỗ này cũng vậy đó nè, coi đẹp nè, nó mảnh mảnh thôi mà nó đẹp thật là đẹp luôn, nó như mới luôn, size rất là dễ thương ở đây. Rồi da ở đây sẽ có đậm vài vết như thế này nè mấy anh chị ha, đây nữa này ha, có đậm da, nói chung em này sẽ không mới keng, em cho độ mới thì 80% trên nha mấy anh chị ha. Cái túi thì mình nhìn nó rất là đẹp luôn, trắng trẻo này ha, nhìn rất là sạch sẽ nha mấy chị, soi như vậy mới thấy thôi ha, còn nhìn xa xa thì sẽ thấy là trắng như vậy sạch đẹp lắm, không có có bị xấu phơm á. Rồi ở đây nó cũng có đậm đậm chỗ này ha, một ngăn mặt sau ở bên trong. Đây lớp vải hãng nè mấy chị, in logo hãng ha, in hiệu chữ H chữ M đó. Rồi cái tab Hanamori còn mới ken luôn, một khóa phụ ở bên trong rất là rộng ha, cái ngăn này thì nó sẽ sát sát như vậy, vải mấy chị đây ngon lành. Ở đây sẽ có một ngăn nữa, vải lót thì nó sạch trơn như thế này ha, sạch bóng luôn á. Ở đó nắp túi thì em cũng thấy có con vết này, nó siêu siêu này ha. Rồi cái dây này mình có thể là tháo rời nè, có cái nút ở đây. Rồi ở đây nè mình cũng thấy nè mấy chị, nó có hơi đậm đậm chỗ này một xíu, một nút bấm nút nhạy lắm luôn, phơm còn rất là đẹp luôn. Mặt sau đây một ngăn này mấy chị, ngăn này nó cũng rộng này ha, rồi nó sạch trơn luôn á. Ở bên hông em này em sẽ thấy cái phần da này nó sẽ hơi bị khô da, nó không sẽ không láng được như ở trên này mấy chị ha, đây người ta láng o luôn ha, đây mình rờ nó sẽ không có láng được thôi, hai bên nó đều bị như vậy mà nó cũng trắng tươi như vậy. Rồi em này đẹp lắm mấy chị ơi, nếu mà phơm hộp như thế này mà độ mới nó cao nó là tiền triệu nha mấy anh chị ha, nó mắc dữ lắm, nhất là những em phơm hộp như vậy. Cao là 16, ngang là 23, dày 7 phân, em bán 390, mã 15B. 390, mã là 15B. Và em tiếp theo, đây tiếp theo một em này hột sàn quá trời luôn nè mấy chị, trời ơi nè, hột sòn sáng trưng nha ha. Rồi em mấy chị mình rỡ láng o nha, nó sẽ không có bị xước tay nè ha, nó láng lịnh, nó không có bị dướng qua tay em luôn. Dây em này còn dài nha, dây này mấy chị đang ở mức giữa ha, nó sẽ còn hai nấc tăng giảm nữa, đây đang ở mức giữa. Da em này nó dày và nó mềm, màu nâu đậm. Rồi góc đáy thì lại thấy được nha, có khờn khờn trầy nhẹ nhẹ thôi mấy chị, chỉ thì lại còn thấy tươi màu luôn nè ha. Ở bên hông có hai cái ngay cái túi nè ha, em này thì không thấy lỗi da nha mấy chị, em thấy nó đẹp da hết trơn à ha, nhưng mà độ mới em này thì em cho 85%. Rồi quay dây ở đây nó cũng còn rất là đẹp, dòng da này sẽ mềm không có ngăn ngoài ha. Một cái khóa đây bên trong, lớp vải dù mấy chị, cái vải này dày cui luôn nha. Bên trong nè, đáy túi nè có đỉnh đáy, mình sẽ thấy có đậm đậm mấy chị ha, đậm đậm ít thôi, mình nhìn cái túi còn được lắm, em thấy là còn sáng sủa nè. Một ngăn hai ngăn có đỉnh đáy rồi, ở bên này sẽ có một cái khóa kéo, ngăn này sâu đến đáy, cái khóa em này sao mà nó, cái khóa này có cái chữ gì đây, TTS TB gì đây, nhưng cái khóa này nó xấu nha mấy chị, cái khóa này nó sẽ không còn bóng luôn ha, nó giống như nó mờ câm luôn rồi đó. Một ngăn phụ,
Có cái tác hiệu đây mấy anh chị ha. Cái gì đây? Sách ca gì nè ha. Ồ để em viết cho mấy anh chị ơi. Không biết đọc mấy anh chị. Đọc đọc lớp. Quá trời rộng luôn nè. Rồi cái vải này thì nó dày mấy anh chị ha. Vải lót sẽ có bị đậm đậm ít thôi. Rất là dày dãi. Em này da dày cui luôn á. Nhưng mà dòng da là dòng da mềm nhưng mà rất là dày luôn. Hai ngăn. Ở bên hông sẽ có hai cái ngăn có nút bấm này ha. Rồi cũng là lót cái vải này rồi ha. Hai ngăn. Da này đã lắm. Ở đây nó sẽ có cái này dài lại nè. Này cái kiểu thôi. Có cái nút dài lại ha. Rồi dòng da nó mềm xèo như vậy nè mấy anh chị. Rồi, nhưng mà da dày ghê luôn ha. Rồi em này là phơm phơm dán phơm tây. Phơm Hàn Âu á. Cao là 19, ngang là 30, dày 11. Em bé em này là 300, mã 15M. 300, mã 15M ha. Phụ da nè ha. Đã ghê luôn nè mấy anh chị. Này đầm chắc tay thôi không có nặng lắm. Rồi tiếp theo. Rồi một em này là cũng xách tay mấy anh chị ha, màu nâu. Cái màu nâu này nâu nhạt nhạt ha. Ở đây người ta sẽ phối cái dây này là cái dây bố ha. Cái dây bố ngay chỗ này em sẽ thấy có bị đậm đậm chỗ này chút xíu. Da em này thì còn đẹp. Cái dòng da em này nó là dòng da mềm mấy anh chị, phơm em này lại còn rất là đẹp luôn. Ở đây nó sẽ có đậm đậm xíu xíu thôi ha. Có đậm da thôi, không có bị khờn da. Đấy túi thẳng băng luôn ha. Da em này rất là đẹp. Đây. Rồi em chỉ thấy cái dây bố nó sẽ có đậm đậm xíu xíu thôi mấy anh chị. Cái màu của người ta vậy ha, không phải là cũ. Đây cái dây nè, mình nhìn đây mình biết nè. Ồ nó láng mướt luôn ha. Không có bị đậm nhạt và mướt rượt luôn. À có một ngăn, mặt này có một ngăn nhỏ nhỏ thôi. Ở bên trong là có một cái khóa kéo nè. Cái miệng túi như vậy nè mấy anh chị, nằm sâu sâu xuống giúp ha. Một khóa. Rồi bên trong của em này lót vải dù màu nâu mấy anh chị ha. Sạch trơn ha. Rồi rất là mới luôn, em thấy vải còn cứng vải luôn à. Một cái khóa không có ngăn nào nữa hết trơn. Bên đây sẽ có một ngăn, có một cái khóa kéo. Rồi ngăn này sâu đến đáy. Vải dù vải này nó sột sẹt. Ở bên đây sẽ có hai ngăn, một ngăn lớn một ngăn nhỏ, nó mới tinh nha mấy anh chị ha. Rồi ở ngoài đây sẽ có một cái ngăn xíu xíu thôi. Rồi cũng là cái vải dù ha. Ngăn này chừng 10 phân. Phơm em này đây mấy chị, dòng da nó mềm nhưng mà phơm nó còn đẹp như vậy ha. Ở trên đây là da em này sẽ đều hết nha mấy chị, không có vết đậm nhạt gì hết trơn. Không có bị một vết xước gì hết, đẹp lắm nha. Nhưng mà da nó lại mềm xèo, phơm nó còn đẹp như vậy ha. Rồi xách tay. Em này là cao 20, ngang 31, dày 12. Em bán 320, mã 15A. 320 mấy chị ha, mã 15A. À và rồi video của em đến đây thì mấy cô chú anh chị. À, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi, em xin cảm ơn và em xin chào.